Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông. Hôm nay, ngày 11 tháng 8, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Từ 18 giờ ngày 10 đến 12 giờ trưa ngày 11 tháng 8, Đắk Nông ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 đều ở Krông-mô. Đắk Nông xác định 3 nhóm đối tượng là công dân của tỉnh đang ở các tỉnh thành phía Nam để triển khai kế hoạch đưa đón về địa phương nếu có nhu cầu. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 8, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Đắk Nông phối hợp triển khai ATM gạo không đồng tại địa bàn thành phố Gia Nghĩa, các huyện Tuy Đức, Đắk Rờ Lấp và Đắk Cờ Long. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban của Ban chỉ đạo 35 tỉnh Đắk Nông vào chiều hôm qua, mùng 10 tháng 8, đồng chí Điểu Cát Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 biểu dương ghi nhận những kết quả đã thực hiện được trong thời gian qua. Đối với những vấn đề nóng, phức tạp, cấp ủy Đảng, địa phương cần nắm địa bàn, nắm thông tin đối tượng để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động, đối thoại. Tiếp tục khẳng định nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo 35 các cấp, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống, nhất là trên không gian mạng. Các đơn vị, địa phương cần phối hợp, tạo sự nhất quán trong xử lý các vấn đề nổi cộm tại địa phương. Từ 18 giờ ngày 10 đến 12 giờ trưa nay, 11 tháng 8, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc ghi nhận trên địa bàn tỉnh lên 170 trường hợp. Cả 5 trường hợp mắc mới đều cư trú ở huyện Krông-nô, có yếu tố dịch tễ đi từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương và là F1, người thân của các ca bệnh thứ 7, thứ 86, thứ 144 được công bố trước đó. Tất cả được cách ly y tế tập trung từ ngày về và đều được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định. Sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, ngành y tế cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, khai thác lịch trình di chuyển, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan. Khoanh vùng, phong tỏa một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm liên quan đến các trường hợp trên và vận chuyển các bệnh nhân đến các khu cách ly điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh để cách ly, điều trị theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch về việc tiếp nhận, đón công dân đang ở các tỉnh thành phía Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có nguyện vọng trở về địa phương. Có 3 nhóm đối tượng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên khi thực hiện tiếp nhận, đưa đón. Trong đó, nhóm 1 là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân, người công tác chưa trở về được và các đối tượng yếu thế khác. Nhóm 2 gồm lao động tự do, người lao động bị mất việc làm. Nhóm 3 gồm học sinh, sinh viên và các đối tượng khác. Trên cơ sở đăng ký của công dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ xem xét, quyết định số lượng và thời gian địa điểm đón cụ thể từng đợt. Công ty Điện lực Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản về việc hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 4. Theo đó, đối tượng được áp dụng đợt 4 là các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại thành phố Gia Nghĩa tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021, đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ sẽ là giảm 15% tiền điện trước thuế đối với những hóa đơn có mức tiêu thụ điện sinh hoạt đến 200 kWh trên một tháng, giảm 10% tiền điện trước thuế đối với những hóa đơn có mức tiêu thụ điện sinh hoạt lớn hơn 200 kWh trên một tháng. Thời gian áp dụng trong 2 tháng tại kỳ hóa đơn tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Nông sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện chương trình ATM gạo không đồng. Chương trình sẽ triển khai phát gạo miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Rờ Lấp, Tuy Đức và Đắk Cờ Long. Số lượng gạo được phát là 30 tấn với tổng trị giá 450 triệu đồng. Toàn bộ nguồn hỗ trợ này được hội kêu gọi từ sự đóng góp của các doanh nghiệp trong tỉnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức Đắk Nông ngày 11 tháng 8. Thông tin chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage của chương trình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.